Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên bản anh em đồng bào dân tộc Mông. Thì hôm nay lên chơi chỗ nhà anh dì chơi. Thì nhà anh rất là đông con đấy, nhưng mà hôm nay các cháu đi học hết rồi. Trước này anh đông quá. À là. Đông quá nên cái đứa lớn nó đi hết rồi. À. Tức là em nó lấy chồng ở tận đâu? Có một đứa thì nó cũng lấy xã mình đây, chưa À. tuổi chưa các khẩu, đủ tuổi năm nay rồi nếu mà chưa các khẩu. À đây. Còn cái đứa bé nó cũng lấy xã bọn nhai thì cũng chưa đủ tuổi, chưa à, chưa chưa đăng ký kết hôn chưa đúng đăng ký hôn. không? Còn đứa lớn thì có hết rồi, có khẩu À. chúng nó lấy đi hết rồi. Bọn chị này đun nước xong rồi. À. Tôi đi vào trong nhà anh chơi tí. Đây cô, sáng nay cô có đi làm gì không hay ở nhà thôi? À thế là cô không không biết nói tiếng Kinh mấy đúng không? À chắc là bảo là sáng đi vặt mấy quả bí này đúng không? Vào mấy quả bí về về cho lợn con lợn bé bé. À mình trồng được nhiều không ở trên này? Anh dùng với kia dùng được một ý, nếu mà à. Mấy nhà dưới kia mấy nhà mông dưới kia nó không dùng thì nó À ngỏ ngọt không nước kia. giờ cô đang chật bếp bây giờ mới nấu cơm. Thế sáng nay chú đi đâu về? Đâu có đi đâu đâu, sáng nay bảo là cái xe là từ hôm qua đi chợ về xong là thủng xa. À đi sáng nay đi vá xăm cái gì? Đi thay cả lốt. À đây. Rồi. Cái này ông chú thì cũng quen ông ấy, à gọi anh thôi, gọi anh thôi. Thì cũng quen anh lâu rồi, hôm nay mới lên đến nhà. Người tầm 4 máy đủ mà. À vâng. Hôm là... nay 38 độ. Vâng, tôi không bảo là chết chứ. À. Ôi nhà mình còn nuôi ngựa không mà thấy có cái này đấy. Con mới làm chiếc nuôi nhưng mà bây giờ à. Không nuôi bây giờ mới Đây lấy này cái này là anh em ở trên này hay lấy cái này để đi chở ngô ấy. Đấy, lấy, chở ngô để lấy thế là bán rồi đúng không, ngựa bán ngựa rồi đúng không? À lâu rồi ngựa bán lâu xong mới mua cái trâu đây. Bọn đây lại lao kim nhé rồi, rồi. Xong mới thích đi mượn đó anh em, nếu mà bây giờ cả làng cũng chả ai nuôi. Ngựa ở đây bây giờ cũng ít người nuôi lắm. À, chưa, à, mấy năm trước mua của ông Thiểu ơi. À cái ghế à, đây cái ghế à. Mua kìa, cái à. Tủ kia nếu mà mua kiểu cũ của ông Thiểu. À. Hỏng hết rồi, cả bao nữa hỏng hết, còn mấy cái này bỏ với đi. À. Chỉ mà bỏ tiết để cho nó ở đấy để đàn sát đường cỏ về đàn linh chim nó chuồn nhỏ nhỏ cho nó không cho đến đây. À vâng. Ở trên này cũng nóng rồi nhỉ. Khu này nó cũng hơi trơ trọi, nó cũng không có cây mấy. Nóng. Mà chỗ này cũng đỡ hơn dưới kia, dưới hồng dưới kia còn à, vâng. Lúc này đi xuống dưới mấy nhà dưới kia thì nóng nhỉ. Nóng lắm không chịu được. Em cũng không uống chè đâu, uống nước trắng thôi. Chè nhà cũng có nhà thì cho anh em đến chơi thì pha chứ cũng không hay uống chè. À, đi đi thăm trồng trâu nhà anh tí. Anh bảo anh còn 3 con trâu cơ. Lúc đấy về đang thấy bà chị bà đang hót phân trâu ở đây. Đấy, đi nhà nào cũng có nước nôi như này là thấy tiện. Chỉ sợ nhất là ở đâu mà không có nước thì vất vả lắm. À đây là cái chuồng gì đây không biết nữa. Cái này là sửa rau năm ngoái cả rau trong hết à. Này. Xong là anh có nghĩa là gió nó to quá thì mình sợ gió nó nhà tốc nhà đúng không? Đấy. Thế là cả nhà mình ngủ đây. Cả nhà chơi ở đây. À. Cái bởi vì là ở trên này thì gió rồi là nhiều lúc lốc ấy, nó mưa đá nữa ở trên đấy. Này cực kỳ là mưa đá đấy. Đấy năm ngoái năm kia bị ấy xong là vừa qua dưới một trận nó sửa à. Rồi. Mấy năm 97. Thế là làm cái này để lúc nào mà mưa gió bão to thì mình ngủ mưa đây đúng không? Tất cả vừa qua chạy qua đây xong à. Gió rồi. À đây đây có chuồng lợn ở đây. Và có con đây ra nơi con biết bé nữa chỉ lúc đấy chỉ nơi bảo đi hai đi về cho nó. À đây. Đây là còn mỗi một con này nữa rồi. Rồi. Mấy năm trước anh bảo là để là canh tế nuôi lợn nó mà nuôi hai lệ hai con à. Sữa để đẻ một đứa thì
mới có điểm hay có mà có chết hết xong là từ à. Đấy anh là chỗ này một cái chuồng, dưới này một cái chuồng, nhưng mà chết hết thì không à. Tính không nuôi được thì mà anh mới mua con này về nuôi thử cho nó có lương. Con này mua bao tiền đấy? Con này lũ anh mua bé bé là 1.4 triệu. 1.4 triệu à? Mà chưa thế anh lại à. Thế à đây con đực cái gì? Con đực à. Lũ anh mua về trăm gì tổng khoảng 4 cây thôi rồi. Trên này hôm nọ mưa trước năm ngoái mưa đá có dính không? Có đấy, dính à. Mấy viên ngoái ăn thấy. Thế là mình phải làm cái này nhỉ, không thì ở trên này nó mưa đá gớm lắm các bác. Không là cái này thì có lũ sở quá, có lũ nó ù vâng. Về thì không có chú tránh này. Này trùng châu, trùng châu nhà anh ơ làm được cái trùng châu là nó cũng đẹp chứ. Thì không có đủ nói chung là thì bảo là đủ lên đào hoa, nếu mà không có đủ đầu tiền thì cũng là ở cái chỗ mà nó rộng rãi này, trùng gà trùng lợn mình làm đầy đủ này là tốt rồi. Cả thế này chúng nó không giống người. Vâng. Ui cũng nóng lắm. Nóng đấy. Đường này lúc đấy đi cái đường bên dưới này các bạn, thì ở cái đường dưới này thì khó lắm, người ta giải đá rồi nhưng mà nó cồng kềnh rồi đá to nhiều lắm, lúc đấy lên cũng còn vất vả đấy. À nhà mình làm cái này để củi à? À mình để này thì nó đỡ nắng mưa biết. Ủa thế sao không ra kia lấy luôn mà để vào can này thì nó bất tiện quá. Nó cái... cho cắn nó đọng xuống đi. À cái nước này kéo ở tận đâu về? Kéo ở chỗ trên kia. À kéo từ đây về, từ trên đây vào đây phải tầm 200 mét. Nó kéo ở nguồn chứ đúng không? Vâng, có nguồn chứ đúng không? Vâng. Cô à, chị nấu cơm chưa? Nấu cơm chưa? Hơi dễ mòn đâu. À, đang chuẩn bị nấu à? Chuẩn bị nấu cơm. À, chị đang chuẩn bị nấu cơm. Sáng nay thì anh đi sửa xe, còn chị thì ở nhà đi vặt mấy quả bí này mang về cho con lợn. Ê, trước đây nhà mình có nuôi nhiều lợn không? Trước là à, năm 98 mà nuôi 97 nuôi 2 con xe mới mà. À không, nhưng mà em đang hỏi là mấy cái năm trước nhà mình có nuôi nhiều lợn không? Mấy năm trước thì nuôi cũng nuôi ít thôi, nuôi một hai đến 2 con 3 4 con, nhưng mà bây giờ không nuôi được thì anh không nuôi nữa. À đây. Năm nay mà có khoảng mấy đàn thì ngon nhỉ? Năm nay thế có biết là nó như thế đâu nha, xuống mình vâng. Nuôi đâu đấy. À đây là ông à? À ông nhà mình tự bắt à? Anh bắt à? Vâng. Này anh báo về nuôi nó không phải ông nhỏ, nó vừa tự về đây. À đây à, tự về à? Chắc ông soi nó về đấy tìm tổ đấy, nó tự vừa sang đúng không? Vâng. Thì anh bỏ anh báo ra số anh không học nuôi ông thì à. Báo về bao nhiêu tuổi nó không ở thì anh kiểu nó cái thùng không ở đấy thì anh cứ đéo để ý không có nó về không rồi. Thế nó bà thì hỏi nó lại quay về thôi, anh thấy kiểu nó cho nó nuôi đấy. Thế chuồng gà. Chuồng gà. Ô oh, con gà cái còn ấp luôn ở trong cái tivi. Cái kia là cái tivi cũ nó hỏng đó, anh bảo không có cái tivi thì sao chương trình cái gì không biết đấy, xong anh lấy cái vỏ nó thành nó đấy cho anh qua lên à. Ừ. Về đây còn có gió tí nhở? Ở bên kia chỗ nhà chú kia không có gió. Cần để thông nó cái cần thì là ô đây bò bò. Sao? Thông được cái trời. Bán còn gà. À. Nướng ớt. Đây cũng ăn cay ấy nhỉ. Đây xuyên mấy quả vào? Xong mang đi rửa đó. Rửa xong ăn xuyên. Bây giờ mình xuyên xong đi rửa sợ tí nó cay tay, nó nóng tay. Mấy anh em chú cháu đang đi đuổi con gà ở trên này thì gà nhiều nhưng mà nó
không nhốt đấy các bạn, phải đi đuổi. Ui dồi ôi, vườn rộng giờ đuổi khó lắm. Chạy à, chạy sang kia rồi à? Ui dồi. Ui đuổi gà khó khăn lắm. Ô lên kia, lên kia. Ui, chui vào đây thì khó khăn rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Ở trong này á, ở trong này á. Quả đấy hả, quả đấy hả. Ở trẻ con nhanh hơn. Khó đuổi lắm ở trên này. Tắt mồ hôi các bạn. Nóng đấy cơ. À nhổ nhổ ấy à. Mình cũng còn mấy anh em ở gần nhau, thỉnh thoảng có việc gì cũng còn gọi nhau dễ nhỉ chú nhỉ. Ui không thì nhiều lúc nhiều nhà người ta ở xa nhau ấy. Sau đấy nhiều lúc nếu mà mình mà có công việc gì thì đi gọi nhau thì nó vất vả lắm. Quả ca á? À vắt quả ca à? Tay chú kia một cây thôi mà. Giờ phải... Vâng, luộc, luộc nó đi. Đây là ít hổ mà. Ù, quả to nhỉ, cà này. To thế. Học lớp mấy rồi? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 7 rồi à? À, học lớp 7 mà người cũng vẫn nhỏ nhắn thôi nhỉ. Sáng đi là chiều về à? Năm nay nó được mày hơn 2 tuổi chú, nhưng mà nó quài. À. Chậm lớn lắm. Chậm lớn. Nó như bảy ơi. Cô giáo có ác không? Cô giáo không ác đâu. À không ác à? Ý quả to chưa? Ý cả quả to thế nhỉ? Ở trên này thì gà rồi tất cả mọi thứ là anh em ở trên này là không có cám giết gì đâu các bạn. Con gà nó béo thế kia cơ mà. Đây con gà béo thế. Ừ, toàn mỡ kìa. Đây là gà này, gà ăn ngô ấy chứ nó không phải ăn cám đâu, ăn ngô béo này mà. Đang đẻ trứng á? À đang đẻ trứng à? Bố có hay uống rượu không? À, à thế đêm có hay đi chơi về muộn không? Bố. Ừ. Bố không đâu. À đây à. Bố uống say rượu thì về. Về à? Cứ tưởng là hay đi chơi về muộn là không được đâu nhỉ. Đi uống rượu là phải biết đường về đấy. Kiềng hơi cao tí nhỉ? Vâng. Nhưng mà chắc vẫn được bởi vì gió nó không lùa vào được. Đây. Mà nó tốt quậy một tí thôi. Vâng. Ô, chú thấy mày bỏ đi nhiều quá. Đây món cà này các bạn. Cà này quả to lắm. Toàn quả to thôi. Anh ngọt thái hay, anh ngọt thái hay. Ờ, quả to thái rồi.
Chưa nóng mịn nhỉ? Nóng nóng quá thì nó lại lửa nó lại hồ. Lại tạt lên. Dạ, quá tuyệt vời luôn. Ngon chưa? Chưa chín lắm nhưng mà vẫn được các bạn, gà này ăn tuyệt vời lắm. Đó cái đấy bay luôn, cái đấy đi đào vào mông lùa đéo nhá. Rồi ok, chúng con đi. Chúng con đi. Đấy quả trứng. Trứng để à đây. Trứng ấp nó ấy đi. Cơ của. Trứng. Măng măng lùa, u măng này ăn mát lắm nhỉ. Tôm tôm chứ mà. Các bạn nha, hôm nay con gà quá ngon luôn. Gà này gà bản luôn, con này đang đẻ trứng các bạn ạ. Quá ngon luôn. Đây canh rau ngót bình thường thôi. Đây là măng luộc không, chấm với nước chấm. Đây là cà. Đây là chắc mấy con cá. Cá này cá suối à? Suối. Cá suối. Đây là món thịt gà đây. Cá suối.
Chị ăn cơm, đang cơm. Vâng, em về nhà. Chẳng có gì nhá. Chú nhá. Toàn thịt, một chậu thịt này. Mới khi về đến nhà anh nhé. Vâng, mời tất cả mọi người nhá, ăn cơm nhá. Anh nhắm lâu rồi. Rất là vui, để chỗ nhà anh vì tôi có giúp người nhạc này. Cô này, chị này chăn nước sôi à? Còn đây là anh là canh, canh ngón thế này không chăn này. Anh là canh ngón cho nó không chăn à đâu. Bởi vì trên này nó quen như vậy rồi. Nó chỉ là tôi thường là tôi nó sôi nó ngoại xong rồi nó cơm thì nó còn cho. Nhưng ăn đây thì anh không cho cơm. Nhiều lúc mà uống rượu say vào là cũng chỉ muốn cơm nguội với nước sôi thôi. Nhìn thấy thịt không ăn nổi. Anh thì xa quá, xa quá. Đấy. Thì với tí nhá. Anh ở đây thì anh không cho cửa con uống.